Hi, xin chào các bạn, Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel mình là Christopher Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ chơi một tựa game mà đó giờ mình chưa chơi bao giờ hết. Nhưng mà nhìn người ta chơi rất là đã. Đó là Valorant. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi nào. Và nhân vật mà mình sẽ đặt tên đầu tiên đó chính là con chim non để thể hiện sự non của mình. Con chim non trên cánh cao liễu lơi, liễu lơi em yêu chim mà em bén chim vì mỗi lần chim cắn em đau. What the hell? Và mình bắt đầu tập luyện, mình chui lỗ chó. Mình làm chó, 24 giờ làm chó. Mình bắn. Mình chết ngắt. Mình báo thù. À, báo thù. Cảm thấy mình bắn cực hay. Muốn xuống xịn, bắn. Mình di chuyển, né đạn. Mình không né được, mình chết. Mình trả thù. Mình say. Toàn trượt. Ôi giời ơi. Mình đi lén. Nó nghe, mình chết. Mình đi lén lần nữa. Nó không nghe. Mình thông nó. Mình tập bắn. Với độ chính xác gần như bằng 100%. Trên 1000. Mình học bắn skill. Mình ulti. Mình đứng ngó trái bơm. Mình lại chết. Mình chơi chặn đầu. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với map Lotus với chế độ chơi Scriptlay CRST. Có thể đọc là Ritfax. Đã chọn cho mình vị tướng đó là Zed, Phan Sang, là Yoru, Brulun, là Ra Dẻ, Kenua, là Reyna. Con chim non đã bích cho mình vị tướng đó là Sova. Và bây giờ thì đã đầy đủ đội hình 5. Chúng ta sẽ đến với map thi đấu Lotus ở Singapore. Đúng không? Singapore. Trận đấu đã bắt đầu. Và con chim non đã nhặt cho mình là Spike. Spike giống như là một quả bom trong CSGO vậy. Chỉ cần bên tấn công đặt được bom, gây nổ bom thì bên tấn công sẽ thắng, mà không cần phải giết hết team địch. Con chim non đang thắc mắc không biết phải mua gì vì quá nhiều thứ hiện lên trên màn hình. Anh lần đầu chơi. Con chim non quyết định không mua. Con chim non bắt đầu xuất kích cùng Rulun và Lon Cơ Nhơ. Tại sao đồng đội của anh ta lại bắn vào một bức tường màu đỏ đỏ? Con chim non đã có cho mình đó là mạng đầu tiên, một pha headshot hết sức là rùa. Một pha headshot thứ hai cũng rùa không kém. Con chim non bắt đầu đặt xuống cho mình đó là quả bom. Long Con Nhựa bắt đầu đi lên cao và... Và Long Con Nhựa chết bởi Neo Kenji rồi. Neo Kenji đã có một pha thi đấu rất là hay. Con chim non không biết phải canh góc nào bởi vì map này quá xa lạ. Con chim non lại có cho mình một quả headshot tiếp theo rồi đó. Con chim non đã có triple kill cho mình. Con chim non vừa móc cung ra thì đối thủ. Thật đáng tiếc cho con chim non. Con chim non không có mạng nhưng mà Phan Sang đã lại liếm nhẹ bú húp húp húp. Phan Sang đã có kill đầu tiên. Con chim non đã có màn thể hiện khá tốt, mặc dù anh không biết map, không biết con mẹ gì hết về Valorant. Có thể những người chơi Valorant Pro nhìn anh trông rất là ngu. Anh chọn cho mình đó là cây, một cây súng rẻ tiền. Có vẻ như đây giống như cây Scout trong CSGO vậy. Đó là cây ma sò. Anh tiếp tục chơi bài cũ vì anh không còn bài gì khác để chơi. Bắn Scan. Có một cái gì đó nổ ra, tôi cũng không biết đó là gì, đó là của từ ai vậy? Từ ai? Từ là từ phụ tư, báo kim sắc phong lên đàn. Phan Sang bắt đầu. Nhưng mà anh chỉ còn có một máu. Anh hình như là anh có biết có chiêu phân thân. Liệu anh có làm nên chuyện? Ôi ôi, anh làm con mẹ gì vậy? Anh không bắn nó mà anh móc ra, anh chơi chiêu gì đó. Và anh chết, hay thật. Xuất sắc Phan Sang. Hả, cái gì? Ô dê gì? Vâng, con chim non bắt đầu bối rối. Con chim non không biết làm gì hết. Bản đồ của anh tự nhiên bốc cháy, màu đen thôi lùi. Không biết vụ gì.
con chim non lại mua ốp nhưng mà anh ta lại móc súng lục ra bắn. Con chim non nghe được tiếng bên sau bức tường, đó là Spyro S. Nhưng mà Spyro cũng đã nằm xuống rồi. Con chim non đang bắt đầu đi nhặt súng, coi có skin nào đẹp không thì liếm nhẹ. Không có skin nào cả. Tất cả người chơi ở đây đều là người mới. Con chim non không biết đi A hay B hay C. Lần đầu tiên con chim non thấy một cái map mà cũng phải đép tới 3 size như thế này thì rất là căng. Căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực căng cực 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 nắng cực nắng cực nắng cực. Phải sao bắt đầu dẫn con chim non đi. Con chim non đi theo. Con chim non đè ship để không bị nghe tiếng. Con chim non kê góc. Lần vừa như cũng đã biết được cho mình đó là một vị tướng khác. Con chim non bắn. Hay quá, con chim non đã biết được Omen. Oh man. Con chim non lụm một cái súng gì đó có nòng giảm thanh. Có vẻ đẹp. Ô, con chim non đang tính lụm. Không lụm kịp. Match point. À, vậy là ở phần chơi này thì chúng ta chỉ cần 5 điểm thôi rồi chúng ta sẽ chiến thắng. Chim non bắt đầu là pick cho mình cây scout. Con chim non quyết định là đi ra cái chỗ nào đó dài dài để trông có vẻ như là có thể bắn súng nhắm được. Con chim non bắt đầu bước ra C. Không sao cao được ai cả. Nhưng mà khi con chim non bước ra thì con chim non đã bắn hụt. Không thấy ai cả. Nó lắc qua lắc vào. Trông rất chuyên nghiệp nhưng hụt. Con chim non bắt đầu bắn mũi tên nổ. Con chim non đã phải nằm xuống bởi Omen. Omen đã càng với một vũ khí nhìn giống cây MP5. Và bây giờ các đồng đội của con chim non đang bắt đầu căng thẳng bởi họ phải đối đầu với 2-4. Người ta nói 2-1 không chột của què, nhưng mà 2-4 thì lỡ lòi lỗ rốn. Rồi 1-4 luôn. Ôi, Phan Sang bắt đầu sấy. Anh bật tâm ngắm. Anh sấy. Anh đang xử lý hơi khó hiểu. Phan Sang à. Phan Sang đã làm tôi sảng luôn. Phan Sang không biết tại sao là anh ta lại nhắm vào tường. Tôi cũng không hiểu là trong tường có cái gì. Và bây giờ thì chúng ta đã đến với mốt chơi có vẻ như là y chang cái map hồi nãy. Ở màn chơi này thì con chim non sẽ bắt cho mình vị tướng đó Brimstone. Hùng béo là Sa Ghẻ. I miss her là Neon và OnlyFan. Vậy thôi giờ chắc đi làm đĩ ăn quá chứ giờ làm gì ăn giờ. Có gầu dễ sợ không? 6-2-1, đó là ghế cô. Bây giờ trận đấu bắt đầu. Ở mốt chơi này có vẻ như là vũ khí là sẽ được cho sẵn. Con chim non bích đầu khá hay. Con chim non đã có được mạng đầu tiên. Con chim non tiếp tục bản mạng thứ hai. Thật sự quá xuất sắc với cây súng mới. Ủa? Ở đâu bắn vậy? À, con chim non đã bị bích hai bên và con chim non đã phải nằm xuống rồi. Con chim non trên cành cầu hót liếu lo, hót liếu nó. Em yêu chim, em mến chim vì mỗi lần chim cánh em đâu. What the hell? Con chim non bắt đầu đi nhỏ nhẹ để không bị phát hiện. Con chim non. Con chim non không biết là kẻ địch ở đó cho nên con chim non nó rút súng ra và không ngờ cái súng dài đạn lâu tới như vậy. Và con chim non nó phải nằm xuống. Con chim non xách súng. Xách súng vào. Rất bự. Con chim non bắt trước mọi người ngồi xuống và sấy. Ngồi xuống sấy. Một mạng rồi. Con chim non vừa có mạng thứ hai. Con chim non bắt đầu được đổi súng. Ồ, đó là cây ốp. Liệu anh có thể làm gì đi cây ốp này không? Ồ không, anh chỉ đối với anh ta cây súng này như cây ốp điện thoại vậy. Rất khuế. Rồi bắt đầu mở cửa ra. Cho nó sớm vào phòng. Con chim non bích một người mà mở ra thấy bốn người. Con chim non hết sức là sò, nhưng mà con chim non đã biết được người thứ hai. Con chim non thật sự rất xuất sắc với cái ốc này. Và con chim non bắt đầu ngó ra ngó vào nào. Và bây giờ thì đội đỏ cũng đã có trước khá là nhiều mạng so với đội xanh. Con chim non đang ở đội xanh thì các bạn. Con chim non bắt đầu bắn hụt rồi và con chim non đã phải nằm xuống bởi vì Jess bên kia có một cây súng bắn rất nhanh, đó là cây Bulldog. Cây chó buồn. Chó. Nếu con chim non bắn không được thì con chim non phải sủa như chó. Con chim non bắn được. Con chim non nó phải nằm xuống. Bây giờ con chim non cũng đã có cây scout cho mình. Con chim non nhặt máu. Con chim non bắt đầu kê. Con chim non biết được một đầu của chết. Con chim non biết được hai đầu. Rất hay. Con chim non có vẻ thấy góc này rất êm.
con Juno quyết định ở góc này luôn. Con Juno biết được ba đầu, con Juno nằm xuống rồi. Negata MKIV HIV. Juno biết được đầu tiếp theo, con Juno bắn cây scout này khá là mượt tay đấy, cứ mãi là đầu thôi. Con Juno đã có vũ khí cho mình, vũ khí tiếp theo giống như là cây 31. Juno lại phải nằm xuống bởi Nagata. Juno đang có số kill cũng khá tốt. Con Juno bắn không cần nhìn thấy kẻ thù luôn, con Juno có thể bắn xuyên được kẻ thù. Con Juno đã thấy Nagata rồi, liệu con Juno có đâu? Con Juno phải nằm xuống sau khi có được 3 mạng. Thấy rồi, thấy con Juno lấy được đầu của Z. Nhưng mà bước ra, con Juno mở cửa, mở cửa. Ai sẽ bước qua cửa này, ai sẽ bước qua cửa này? Không qua được cửa ải, đó là con Juno có double kill cho mình. Bắn xuyên luôn. Thật sự rất kinh. Rồi đã thấy con mặc áo trắng đi qua đây. Hình bóng, ủa sao đi xa vậy? Hình bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây. Ồ, con Juno phải nằm xuống bởi vì vũ khí của anh ta không thể nào mà biết được xa đến như vậy. Con Juno quyết định là nhảy bắn vào chuột phải và một pha headshot rất đẹp vào đầu của Jet. Hãy xem lại pha chiếu chậm này. Quá xuất sắc đúng không ạ? Cho một người mới chơi như con chim non. Con chim non này chắc là phải đặt thành con chim già rồi. Nhưng mà con chim già không có dấu, người ta nghĩ là con chim giả. Ôi da. Con chim non đã có cho mình mạng tiếp theo. Bây giờ đội xanh đang vượt lên sau khi bị đội đỏ đứng nhất trong suốt khoảng thời gian. Con chim non lại có cho mình một headshot khác. Con chim non đã có. Không thể nào chống lại, đó là hai đối thủ và anh sấy cũng như cứt, nên là anh chết là đúng. Tôi vừa thấy vậy, con chim non vừa bắn hụt tất cả những loạt đạn của mình. Rồi con chim non cầm cho mình là đó là một cây gì đó. Và tự nhiên tốc độ của con chim non bắt đầu nhanh. Con chim non cầm cho mình đó là cây súng bắn snowball. Anh bắn toàn trượt à. Trúng rồi. Con chim non đã có cho mình đó là hai mạng. Con chim non đã phải nằm xuống. Và một ký hiệu dao xuất hiện. Có lẽ như là sau cái này thì phải có những kill bằng dao. Rồi nó bắt đầu bắn vào chàng áo trắng. Chàng áo trắng Kura cũng phải nằm xuống, Negata cũng phải nằm xuống. Và con Juno nằm theo. Vâng, match point cho đội xanh. Đội xanh liệu có thể lấy được kill dao nào không? 1-0. Con Juno dí theo. Con Juno phát hiện là mình có thể lướt được. Bấm E một lần nữa và con Juno lại nằm xuống. Wow, đội đỏ đang bám sát hết sức. Chỉ có cách một kill và bây giờ đã bằng nhau rồi. Con Juno có tỏa sáng không? Con Juno đã tỏa sáng với và biết được chết. Victory dành cho đội xanh. Trời, tôi không ngờ game này nó cuốn vậy luôn á. Vâng, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho con chim non một like và một subscribe nhé. Và ngoài ra thì comment cho mình biết là mình bắn vậy có được không. Và bây giờ mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.